Cũng trong ngày 31 tháng 5 năm 2024, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang phối hợp Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Châu Đốc tổ chức hội nghị tuyên truyền nâng cao kiến thức, kỹ năng về phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới cho cán bộ hội viên phụ nữ và người dân trên địa bàn xã Vĩnh Tế. Tại buổi tuyên truyền, cán bộ và người dân được nghe báo cáo viên truyền đạt một số nội dung, nâng cao các kiến thức kỹ năng về phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống bạo lực xâm hại với phụ nữ và trẻ em gái, triển khai các văn bản mới về công tác bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu 18.5 thuộc Bộ Tiêu chí Xã Nông thôn mới tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2025. Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức, phát huy vai trò và sự tham gia của cộng đồng trong các hoạt động tuyên truyền, giúp bổ sung kiến thức, kinh nghiệm, thực tế cho cán bộ hội viên phụ nữ trong công tác phòng ngừa và ứng phó bạo lực trên cơ sở giới, từng bước xóa bỏ định kiến giới, giảm thiểu tình trạng bạo lực xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em, lan tỏa giá trị sống tốt đẹp, giúp phụ nữ có thêm kiến thức, xây dựng gia đình hạnh phúc.